Hôm nay Kha Vương xin phép giao lưu với anh chị em một cặp mà gọi là tượng voi, một sản phẩm của một ngày á, thì ngạo thì ngậm thỏi vàng, tượng trưng cho tài lộc. Một ngày thì ngậm cây gậy như ý, tượng trưng cho sự như ý, như ý muốn á, có nghĩa là tượng trưng cho tài lộc và như ý. Cái sản phẩm ông tượng này hay là ông voi rất là đẹp. Cái sản phẩm này thì có một số chỗ bị oxy hóa qua quá trình thời gian, bị oxy hóa. Thì ở đây bởi vì cái lô đồ này là lô đồ Kha Vương mua đồ cũ, nên trong nhà Kha Vương cũng còn rất là nhiều và Kha Vương còn chân rất là nhiều, Kha Vương chưa quay hết. Thì Kha Vương mua được lô đồ cũ của nhà người ta thì mua sao Kha Vương bán vậy thôi. Ở dưới đáy này nó có cái mọc, mọc đáy. Kha Vương quay cái video này nó hơi có đèn, hơi mờ. Có mọc đáy rất là rõ ràng và rất là đẹp. Nói chung cầm lên thì tương đối là nặng, chắc hai con này nặng ký mấy á, hai ông tượng này nặng ký mấy á. Rất là đẹp. Anh chị em nào thật sự là người đam mê sưu tầm trưng bày cứ liên hệ với Kha Vương. Ở đây thì Kha Vương buôn bán thì chuyên công khai giá, mà ông tượng này mà về cái khu vực mà Buôn Mê Đắk Lắk thì nó quá tuyệt vời. Bởi vì có bài hát là chú vợ con ở bản đôn, nó nói chung là Kha Vương nó vui vậy thôi nha, chứ còn ngài hữu duyên với ai và ai cảm thấy đủ duyên với ngài thì cứ liên hệ. Ở trên đây là cái lớp gọi là lớp áo, cái lớp này là để phủ lên trên để mà cho ai cởi đó, hoặc là để phủ lên trên gọi là lớp áo của ngài, thì nó có hình con dơi, hình con dơi và hình bông hoa tượng trưng cho mùa màng xuân túc, tiền tài tài lộc. Rất là ok, sản phẩm mang ý nghĩa phong thủy rất là lớn và rất là tuyệt vời. Đặc biệt là trong đây cái lỗ con dơi nó có lỗ luôn anh, trong miệng do nó có lỗ không quay rõ nè. Cái sản phẩm này như là nãy Kha Vương đo là cao 11 cm và dài 13,5 cm, đó là ông nhỏ. Còn ông lớn đó, ông này là cao 13,5 và dài khoảng chừng 14,5 cm. Ở đây một cặp tượng ông voi như thế này Kha Vương xin phép bán với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Cái sản phẩm này anh chị em mình chuyển khoản đủ tiền thì Kha Vương bao ship, còn COD thì cộng tiền cước. Kha Vương 0814 721 262. Kha Vương cảm ơn nhiều.